Trong những năm qua, nhiều mô hình, chương trình hoạt động được các cấp hội phụ nữ triển khai có hiệu quả tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng nói chung và của phụ nữ, trẻ em nói riêng. Mô hình nuôi dạy con tốt do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh triển khai tại tổ dân phố Cầm Minh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh là một trong số đó. Để hiểu rõ hơn về mô hình này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Tổ dân phố Cờ Minh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, thói quen sinh hoạt hàng ngày còn nhiều lạc hậu, và cả trong cách chăm sóc con trẻ cũng không ngoại lệ. Từ việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đến giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ vẫn chưa được các gia đình quan tâm đúng mức. Thế nhưng mô hình nuôi dạy con tốt được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh xây dựng tại tổ dân phố Cờ Minh đã từng bước làm thay đổi nếp nghĩ của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số về cách nuôi dạy con trẻ. Tham gia mô hình này là những bà mẹ đang mang thai hoặc có con nhỏ. Họ đến đây để được học cách chăm sóc trẻ theo từng giai đoạn phát triển, cách phòng bệnh cho trẻ, cũng như việc giáo dục thói quen sinh hoạt của trẻ từ khi còn nhỏ. Tham gia mô hình nuôi dạy con tốt thì chị đã học được điều là mình biết cách chăm sóc cho con mình, dạy bảo nó những điều mà mình biết đúng hay sai. Rồi mình biết được là cho con mình ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Để phát triển mô hình nuôi dạy con tốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh thường xuyên phối hợp với cán bộ chi hội phụ nữ tổ dân phố Cờ Minh tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng. Những kiến thức chăm sóc trẻ, kinh nghiệm dạy con sống tự lập và chủ động trong sinh hoạt, v.v. được truyền đạt đến các hội viên bằng nhiều hình thức như tờ rơi, tuyên truyền bằng miệng hay xem hướng dẫn thực hành cụ thể. Nhờ vậy mà chị em phụ nữ khi tham gia mô hình đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để nuôi con tốt, dạy con ngoan. Sau thời gian triển khai, đến nay tại tổ dân phố Cờ Minh, thị trấn Di Linh, 100% các bà mẹ đã được tiếp cận biện pháp nuôi con có khoa học. Thực trạng trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn đã không còn, chất lượng cuộc sống của trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Minh cũng ngày được nâng lên. 6 tháng đầu thì mẹ cho nó bú hoàn toàn, xong rồi sau nó từ từ rồi cho nó ăn bú sữa ngoài. Theo mô hình mình đã học và mình ấy thì bé nó lên ký, rồi từ từ nó ấy nó khỏe hơn. Cái quá trình mà hoạt động của mô hình á, đã giúp cho các mẹ có thêm những cái kiến thức rất là cần thiết để cho các mẹ có thể nuôi dạy con tốt hơn, đồng thời cũng là nâng cao cái nhận thức của các mẹ người đồng bào dân tộc thiểu số trong việc là quan tâm chăm sóc mà con của mình. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng có định hướng nhân rộng mô hình này ở những địa bàn mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số mà tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, ví dụ như là Sơn Điền, Gia Bắc, Đinh Trang Thượng. Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Do vậy, việc chăm lo sức khỏe, đời sống cho trẻ là vấn đề đang được các cấp, các ngành quan tâm. Từ hiệu quả của mô hình nuôi dạy con tốt tại tổ dân phố Cờ Minh, thị trấn Di Linh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh đã và đang nhân rộng mô hình tại các địa phương trong huyện nhằm tạo nền tảng để trẻ em được phát triển toàn diện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.